Đó, các bạn ơi, muốn bánh giòn thì mình chiên, mình dỡ nắp ra nha các bạn. Đó, dỡ ra chập là nó giòn tan luôn. Mình xào thịt đã chín rồi, mình đổ bột vô, mình đậy nắp lại chừng chưa tới một phút là mình dỡ bánh ra, mình để lửa riu riu vừa vừa, bắt đầu nó giòn hết trơn bánh rồi đem ra ăn nha, giòn rụm nha, đã nha. Đó, bánh xèo mới ra lò. Ngon không các bạn? Quá xa đã. Thôi, bưng ra bàn ngồi ăn thôi các bạn ơi. Giờ xếp lại nè. Đó. Ngon không, ngon không? Dẫn không các bạn ơi? Bỏ ra đây. Wow. Wow, wow, wow. Xin chào các bạn đã ghé tới kênh Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ nha. Hôm nay mình sẽ ăn bánh xèo đúc với tôm thịt, ăn với cải bẹ xanh ở ngoài vườn nè, rồi xà lách nè, rau thơm nè, có mấy cọng rau đắng nữa. Bây giờ xin mời các bạn và các nhỏ cùng ăn bánh xèo của mình nha. Đói bụng quá rồi các bạn ơi. Đó, bánh tráng đây, để sẵn bánh tráng đây rồi. Rồi, sẽ lấy một miếng bánh xèo bỏ lên đây. Wow, wow, chắc cũng dập. Cuốn hướng nào đây ta? Bây giờ mình sẽ cuốn bánh xèo ăn nha. Tới cuốn lùi được nguyên cuốn bánh xèo. Quá xá là bự luôn các bạn. Ăn cuốn này chắc chừng 2-3 cuốn là no thôi. Đó, chấm nước mắm nha. Đây, nước mắm chua ngọt nè các bạn. Bây giờ mình sẽ chấm miếng nha. Wow. Ăn chắc ngon lắm ạ. Quá ngon các bạn ơi. Má làm nước mắm ngon quá. Rất là ngon các bạn. Má mình làm nước mắm rất là ngon. Bánh xèo cũng ngon nữa. Rau răm ở vườn quá là xuất sắc, nó thơm phức luôn. Đốt với thịt heo, tôm, con tôm rất là bự. Đây các bạn, cái lá chua nè, nó chua lắm, nó chua mà nó thơm. Thay thế khế nha các bạn, xoài lá hay thiệt ha, chua. Bánh xèo á, mình phải ăn với cải bẹ xanh, nó hăng hăng, nó đắng đắng, rồi cuốn với cái lá chua, người rau thơm, hết sảy, quá xa đã luôn, ngon quá. Phải ngồi tìm á. Ăn không có ngon bằng lên. Uống một chút xíu là hết cái rau chua. Bỏ cái rau chua này vô ăn hết sảy các bạn. Có cái rau chua của người mẻ nè, người Mexico. Ăn bánh xèo bá cháy luôn.
trời mưa bay bay á, đúc bánh xèo là ăn nó có cái vị đặc biệt hơn là mùa nắng á các bạn. Ngon quá. Ăn tiếp thôi. Bị đó, hồi nãy mình nhúng nửa cái mất công, giờ nhúng luôn một cái cuốn luôn các bạn, nửa cái cuốn không được, nó nửa mặt trăng nó cuốn khó. Ăn được hai cái quá các bạn ơi. Đợi đợi đợi. Coi các bạn thấy không, cái bánh thì rất là bự. Wow, cái bánh này dày có con tôm. Cái bánh này có nguyên con tôm mà còn vỏ các bạn ơi. Lấy vỏ ra nha, ăn coi chừng mắc xương, xương tôm. Đó, cái bánh này dày có con tôm, mình lấy vỏ ra nè, cuốn thêm. Wow, hấp dẫn quá các bạn. Đây, bỏ mấy con tôm lên. Con tôm này còn vỏ, lột vỏ ra luôn. Đây, con tôm đây nữa. Tôm này mình mua on sale ở chợ Mỹ đó các bạn. $27 một hộp, mà on sale còn có $12 thôi. Bớt, bớt nhiều không? Đó, đó. Hấp dẫn chưa? Miếng thịt heo. Đó, bánh xèo nhìn hấp dẫn chưa các bạn? Rồi bây giờ mình sẽ bỏ rau lên, bỏ rau thơm đó, rau cải bẹ xanh nè, rau đắng nè, rau răm nè, thằng bánh hết sảy nha. Cuốn bánh xèo các bạn ơi. Đó. Có bạn nào đang ăn bánh xèo giống mình không? Ăn nha. Cuốn một cuốn bánh xèo khổng lồ. Cắn luôn. Chả. Cuốn bự bự nhiều rau như thế này nè, ăn mới ngon nè các bạn. Ngon quá các bạn ơi. Bữa nay ăn ngon quá các bạn. Bớt nói nhiều. Cái này có giá nữa là hết sảy, nhưng mà mình thay thế giá bằng hành tây. Mình ăn hành tây với bánh xèo mình cảm thấy rất là ngon các bạn ơi. Cái vị nó ngọt ngọt hăng hăng, nó ngon hơn giá. Thank you.
tôm này ăn ngọt quá. Mình đúc với thịt heo. Thịt heo không có mỡ, thịt heo nạc có chút xíu gân. Hồi xưa mình ăn bánh xèo giờ nè các bạn. Mình cuốn rau thôi à, không có bánh tráng. Đó. Rồi tí rau thơm. Tí rau đắng. Đây, rau húng lủi các bạn. Đó, cũng vậy thôi. Nhỏ nhỏ nhắn nhắn. Đây. Nhỏ nhắn thôi. Này các bạn, tôm quá chừng nè các bạn. Đó, cũng vậy thôi. Trời bây giờ lạnh đó các bạn, trời mưa, ăn gì cũng ngon hết. Chuẩn bị mình mặc uống đủ uống nằng luôn. Mùa đông lên tới 3-4 kg á. Làm bánh xèo tại nhà ăn các bạn. Mình làm ở nhà vừa giòn vừa tươi vừa ngon nữa. Mệt thôi, mệt tí. Mình ra tiệm sao mà mình ăn. Ở ngoài tiệm á, người ta bỏ nước dừa nhiều quá, nước cốt dừa á. Ăn nó rất là mau ớn. Ngon lắm. Ăn mới có 2-3 cuốn thấy no rồi các bạn ơi. Bánh xèo á, đúng á, mình ăn cả ngày luôn các bạn. Mình bỏ tủ lạnh á, chút xíu cái mình lấy ra, mình bỏ trong chảo mình lăn lăn cái mình ăn. Rau thì mình làm cho thiệt nhiều. Mỗi lần đúc bánh xèo là mình ăn cả ngày luôn. Ăn không có biết ớn luôn các bạn. Mình ăn cuốn nào cuốn nấy nó dài mà nó bự. Cái bụng mình chứa rất là ít. Ăn vậy thấy no rồi đó các bạn. Mà quá ngon nha các bạn, ngon lắm. Thì các bạn ở nhà cứ quậy quậy bột, rồi bỏ chút xíu trứng, rồi tí bột năng, nhiều bột gạo, xong bỏ nghệ vô, chút xíu xíu nước cốt dừa thôi, bỏ hẹ, bỏ hành vô, quậy lên, đúc bánh xèo. Ăn ngon lắm. Ngon mà ăn thoải mái, ưng ăn nhiều cũng được. Ở ngoài tiệm á các bạn, mình mua 2 cái nhỏ nhỏ tới 12 đô la. Đó, mình sẽ tạm dừng video ở đây nha. Các bạn xem video của mình, các bạn thấy thích thì các bạn nhấn nút like và đăng ký chia sẻ ủng hộ kênh mình với nha. Các bạn, buổi sáng mình có ăn bánh kem, bánh ngọt rồi các bạn. Chiều mình ăn bánh xèo nữa. Wow, chắc lên, ngày mai chắc lên ký quá. Thôi, bây giờ chắc mình tạm dừng video ở đây nha các bạn. Các bạn xem video của mình thì các bạn thấy thích thì các bạn nhấn nút like giúp mình nha. Rồi đăng ký, chia sẻ, ủng hộ kênh Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ nha các bạn. Mình có thêm một kênh nữa là Vinh Nguyễn Thị Nấu Ăn Hái Lượm. Các bạn ủng hộ kênh Vinh Nguyễn Thị Nấu Ăn Hái Lượm giúp mình với nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn một ngày thiệt là vui vẻ. Tạm biệt các bạn.